sáu ai tầm thời trang nhãn mặt trong tủ đồ hè của phụ nữ pháp vì cứ mặc là đẹp và sang biết những ai tầm làm nên style mùa hè đầy tinh tế của phụ nữ pháp bạn sẽ thấy mặc đẹp cũng không khó lắm style của phụ nữ pháp chứa đựng cả một kho kiến thức mặc đẹp và chỉ đơn giản là thuộc mặt những ai tầm thân quen trong tủ đồ hè của họ bạn sẽ tìm ra được chìa khóa để phong cách cá nhân ngày một sang xịn tinh tế kính mắt mèo để có được vẻ ngoài mang hơi hướng vin tịch mà vẫn sành điệu chất chơi kính mắt mèo là món phụ kiện chị em nên thử kính mắt mèo cũng là ai tầm được gái pháp yêu ái em nó giúp nâng tầm mọi xét đồ dù nền nã giản đơn đến mấy hè đến váy hoa sẽ hót từ á sang âu và tất nhiên phụ nữ pháp cũng không thể nằm ngoài xu hướng bền vững với thời gian này váy hoa phụ nữ pháp diện thường có phối màu hài hòa nhã nhặt mà vẫn đủ trẻ trung bởi vậy mà khi súng xính lên mình, chủ nhân, sẽ có, được vẻ ngoài xinh tươi, dạng người lại rất mực tinh tế. Túi cói là ai tầm đậm chất hè. Sự xuất hiện của em nó, sẽ giúp mọi set đồ trở, nên tự do, phóng khoáng hơn, thêm một ưu điểm nữa của túi cói. Đó là ai tầm này dường như có thể đính kèm với mọi kiểu trang phục. Từ trẻ trung, năng động như áo thun quần jean, cho đến nhẹ nhàng, nữ tính như váy liền. Không phải quần jean ống rộng hay skinny jean ôm sát đầy nữ tính, quần jean ống đứng mới là item, được gái Pháp diện với tần suất dày đặc. Họ có thể mix item này với áo blau điệu đà, áo sơ mi trắng, áo hai dây hay tê sớt, nhưng kiểu gì cũng ra, được nét trẻ trung, sen lẫn vẻ thanh lịch. Có đôi khi, phụ nữ Pháp chỉ diện những set đồ vô cùng đơn giản với toàn, màu trung tính. Vậy, mà, vẫn hút mắt, sang chảnh. Lý do là bởi, họ thường tô điểm thêm những món phụ kiện, vàng kim như vòng cổ, khuyên tai, và cả tổng thể trang phục, sẽ, được thăng hạng. Chân váy lụa, váy hai dây hay váy tay bồng mang chất liệu vải lụa đều có thể mang đến cho người diện vẻ ngoài sang xịn nữ tính và cũng rất gợi cảm chẳng những thế mà hè nào chúng ta cũng thấy các quý cô người pháp nhiệt tình hoàn thiện phong cách với những ai tầm vải lụa nhẹ tênh bay bổng sao sao chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại